Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình về miền ví dặm xuân quê hương, chào đón xuân Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đến cùng với mưa xuân rắc bụi, cùng với tiếng chim hót lành lót và đất trời như được khoác lên mình chiếc áo mới với trăm hoa khoe sắc bung nở chào đón mùa xuân. Trong hương xuân dịu nhẹ, trẻ em nô đùa súng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu, các đôi trai gái yêu nhau ngại ngùng sánh bước trong nhịp điệu mùa xuân. Xuân tiếp thêm luồng sinh khí mới, niềm hứng khởi mới trên vùng đất nên thơ nên họa. Xứ Nghệ vào xuân trong sức sống mới của quê hương Xô Viết anh hùng. Sông đồng một miền quê, hương xuân theo gió lúa khẽ khẽ, trong mênh mang ngọt lạnh câu vị. Đón xuân sang Xứ Nghệ quyết vươn mình, miền được biệt miền non xanh, trải bao đời thiêu hòa một bức tranh. Thầm tính xuân thầm tính đón được khúc ca xuân màn ma xa diệt, xuân thắp sáng quê hương Xô Viết anh hùng. Miền được biệt miền non xanh, trải bao đời tiêu hòa một bức tranh. Thầm tính xuân thầm tính đón được khúc ca xuân màn ma diệt, xuân thắp sáng quê hương Xô Viết. Thưa quý vị, mỗi mùa xuân về, lòng người của chúng ta đều hướng về quê hương, về quê cha đất tổ, như câu dân ca mà chúng ta vẫn thuộc nằm lòng.
con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Để rồi trải qua rất nhiều những khó khăn, những thử thách, thì trong lòng của chúng ta vẫn vang lên câu hát đi thật xa để trở về. Và câu hát ấy vẫn cháy trong lòng của mỗi chúng ta, đúng không ạ? Vâng, và Trần Đô này, lúc này thì Thanh Long lại nhớ đến một câu chuyện thật cảm động của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, một người con ở quê hương Hà Tĩnh và suốt nửa cuộc đời sống xa quê. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì ông thường thể hiện nỗi niềm của mình trong những câu thơ để tưởng nhớ về quê hương đất nước. Và bốn câu thơ của ông được nhiều người nhắc lại. Đã quen bốn bể là nhà, Lam Hồng ta mới thật là quê chung. Trải qua bao cuộc biến thường mà lòng tưởng nhớ quê hương vẹn tròn. Vâng ạ. Và đất Lam Hồng là đất phên rậu ngày xưa, là mảnh đất địa linh, nơi sản sinh ra những anh hùng hào kiệt, là mảnh đất mà con người sống với nhau trong ân nghĩa thủy chung. Thưa quý vị, và mùa xuân về, cùng với niềm vui đoàn tụ là lòng thành kính hướng tới những người đi trước đã bảo vệ và xây đắp quê hương. Để rồi ngày hôm nay, đất trời trong rực rỡ sắc hoa và chan hòa trong ánh nắng của thanh bình thịnh vượng. Một vùng non nước trời mây, trời cao hào khí, đất dày nghĩa nhân, tình người ấm. Tấm gương trong bao đời, cội nguồn thiêng nghề an số Việt, một miền địa linh núi sông đẹp tựa bức tranh, như là đất phên dầu chắn đông tây biển rừng, bao đời mũi mằn cay gừng mà nuôi khát vọng vây vùng bốn phương đất. Về thắp sáng mùa xuân cho đời
được rằng ngời đại cao bác hỏi từng lời quê hương tôi nói đồng bào nghe có rõ không. Lời quê vòng cả núi sông Nghệ An số Việt ánh hào quang rực hồng khi phách đào nghĩa cương thường tinh thần nghĩa khí tâm hồn là quán một miền khi vò hồn văn ván nức lòng bốn biển vò tiếng dày muôn phương tiếng thơm rạng rỡ quê. Đàm hùng anh cùng nhau theo dệt bức tranh hòa đỏ mồ hôi màu đỏ điểm tô nên miền nhân kiệt nên miền địa linh cơ đồ vì thế niềm tin Nghệ An hội nhập anh tình nước non tự hào truyền thống cha. Cha ông sống lam khát vọng vươn mình ra khơi chợ cầu vĩ dằm người ơi buồm cắn gió lồng đất trời thêm say đồng tâm hướng tới ngày mai mùa xuân chim én tung bay giữa trời quê hương giàu đẹp lên rồi tâm nhớ cội nguồn thiêng. Thưa quý vị, về với xứ Nghệ là về với dòng Lam Giang. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, sông Lam vẫn trải dài trên không gian địa lý, trở thành dòng chảy huyết mạch, góp phần hình thành và vun đắp nên truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất Văn Hiến. Và trong mùa xuân Giáp Thìn này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị câu chuyện về dòng Lam Giang huyền thoại cùng những chiến tích lẫy lừng của ông cha ta vẫn còn khắc ghi qua những dấu tích của núi thành xưa, của văn bia vẫn sừng sững giữa đất trời. Vâng, thưa quý vị, dòng Lam cho xóm làng trù mật, cho ruộng đồng xanh tươi và cũng là mạch nguồn của câu ví dặm, câu hát không bay bổng hoa mỹ nhưng đằm thắm giản dị chân chất như tính cách của con người Nghệ, bộc trực, khẳng khái, thủy chung nghĩa tình. Gạn đục khơi trong, xanh mạch mát nguồn, dòng Lam chảy rộng dài tình non nước. Nắng chiều nhuộm tím chân đê sông ngân câu hát ai về đời ơi
sông xanh xanh cả mắt ai, ai chờ ai ở đời, đời ai ai ở về. Hỏi em cô gái sông làm giang có từ bao giờ rửa từ đẻ đất đẻ nước sống sinh trước ngà con người bao trung đục lờ bối chờ tình quê ta đỏ nặng tình người ta đỏ. Hạt phù sa màu đỏ lăn lóc dừa bao giống du dòng đục dòng trong phù sa đời ở đồng bài lặng tính người ở đồng bài. Chứ em là cô gái sống lam nông sâu em mà biệt đục trong em mơ tường chứ hỏi rằng có gì sâu rưỡi lòng sông mà sống thành điều ở tường lắng hôn quê. Nhớ chuyện xưa trên bến đò rồng trống giống cơ mà đức vua ngự thuyền thuyền ai xuôi bến ông nghe ai đồ đạt mà vinh quy thuyền ai về bến thủy xin nhẹ tay nương mái treo chữ lung linh huyền thoại là đây lắng nghe trầm tích rằng đây chuyện xưa truyền kể rằng có một vị vua thuyền đổ bến làm giang nhìn hình sóng thế núi quyết dựng đô xây thành. Trời biết nước sông Lam rằng là trong sông biết sống cuộc đời rằng là nhục thì là vinh. Chân thuyền em lên thác xuống gánh nước non là dòng trong dòng đục được ví bằng vinh nhục cuộc đời người yêu sông sông thấu hiểu lòng như dòng sữa ngọt ngào nuôi lớn bao đời người nghệ. Ơi dòng Lam Giang dòng sông tình mẹ khi giao già triều lên khi nghẹn ngào ứa lệ niềm kiêu hãnh tự hào của sự nghề yêu thương. Sông tiền người đi đến mọi chiến trường sông đón đời con thuyền về neo đầu
sống lặng lẽ dẫu nỗi niềm khắc khoải, chờ hồn quê sông mài miệt vươn khơi, suối dòng làm dâng buông mài treo khoan nhặt, nghe vòng lời câu hát của cha ông gần đục khơi trong mưa xanh mạch mát nguồn dòng Lam chảy rộng dài tình nước nối lặng tai nghe dòng Lam đang khúc tình quê bạt ngạt ngân nga, nghe dịu ngọt thiệt nơ thơ, chờ hôn quê và chờ cả tình ta, vượt sóng gió tung khơi vươn mình ra biển ngần sông vươn mình ra biển mùa xuân. Khi người người hối hả kết thúc vòng quay bận rộn của một năm để quây quần cùng với gia đình, thì vẫn có rất nhiều người âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Nơi đảo xa, những người lính vẫn cầm chắc tay súng, giữ vững biển trời của quê hương, gửi nỗi nhớ theo hàng trăm ngàn con sóng dội vào với người thân yêu. Lại một cái Tết nữa, anh không về cùng mẹ và em. Đã quen rồi, sao nhà vẫn trống. Và gửi tới nơi đảo xa chút hương vị của những ngày Tết với thơm ngát, mùi hương trầm, bánh chưng hòa quyện. Gửi tới anh chút mặn mà của tình em, xuân tỉnh ta, xuân quê hương rạng ngời. Vòng từng tấc đất thiêng liêng
sân. Về đi anh, đừng lối hẹn mùa xuân. Mẹ khẽ hát tân ngân câu vi dặm. Mẹ quên rồi mà sao lòng trĩu nặng. Thêm một mùa xuân thiếu vắng bóng hình anh. Mùa xuân đến biển xanh trời xanh, nhớ thương anh ngọt lành câu vi dặm. Biển dạt sao tình em mỏi mằn, gửi đến anh xuân thẳm hương nồng. Chung lời hẹn với mùa xuân, người lính đào dồn bước hành quân. Thắp sáng đất trời mùa xuân đất nước, câu đò đưa ta trao lời hẹn ước xuân tình ta. Xuân đất nước rằng thưa quý vị, trong truyền thống của người Việt thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Ngày Tết ở xứ Nghệ, bên cạnh bát nước chè xanh không thể thiếu đĩa trầu. Miếng trầu cay làm thắm má môi hồng của người phụ nữ thêm duyên dáng. Vâng, và miếng trầu thắm đỏ cũng là biểu tượng cho tình nghĩa tao khang của đạo vợ chồng thắm thiết bền chặt. Gói vào câu phường vải, thắm nghiêm miếng trầu cay. Miếng trầu đã thay cho lời chào thân thương của người dân xứ Nghệ gửi tới bạn bè muôn phương, gửi những tình cảm đầm ấm và nồng hậu của người ví dặm trong những ngày xuân. Tình bén rễ mà xanh cây, ơi cay nồng trầu Nghệ. Mặn lời ước nguyện không phải.
sâu với câu quyền lại thắm đỏ chẳng hề phai. Người ơi đã đến rồi nan lại, miệng đâu ngay thay lời hẹn ước. Dù ngả trong xa xôi câu vì gọi người ơi, cây nồng trong quê tôi thắm nồng ca thay tình duyên. Trâu trao người tri kỷ tình sự nghề vốn quen lâu, lòng đã hẹn cùng nhau dù sao rơi vật đôi. Câu gừng tay muối mặn lời ước nguyện không phai, trâu với câu quyền lại thắm đỏ chẳng hề phai. Xin nhắn bạn về đây, trù cây trao tay, cho xa xôi xích lại thêm gần. Vâng, và nghe câu hát này thì không ai lại không muốn về quê hương xứ Nghệ đúng không ạ? Và quý vị hãy cùng đến với quê hương xứ Nghệ của chúng tôi để cảm nhận những tình cảm nồng hậu và ấm áp này. Và chúc quý vị sẽ đón nhận một năm mới thật nhiều thịnh vượng và tài lộc. Và đến đây thì chương trình Về miền ví dặm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.